Làm thiện mà mong người ta biết thì không phải là chân thiện. Làm ác mà sợ người ta hay tức là đại ác. Bởi vì có lòng yêu đương nên cái khổ lớn nhất của con người là cái khổ sanh tử biệt ly. Sống thì phải xa nhau, chết thì vĩnh viễn chia lìa. Yêu đương tình ái là cái cội nguồn tạo nghiệp. Nếu đoạn được lòng dục vọng, trừ sạch lòng yêu đương thì nghiệp chướng sẽ nhẹ bớt. Khi tình yêu sâu đậm, nghiệp chướng cũng rất nặng nề. Cho nên có câu, nghiệp hết, tình không là chân Phật, nghiệp nặng, tình mê là phàm phu. Tất cả mọi sự, mọi vật trên đời đều thuyết pháp. Người thiện nói là pháp lành, người ác nói là pháp dữ. Ngựa nói pháp làm ngựa, bò nói pháp làm bò, khiến cho mình hiểu ra nhân duyên, tại sao mà chúng phải làm bò, làm ngựa. Tâm người có thể thiện, có thể ác, có thể bao trùm không gian, châu biến pháp giới. Nó cũng có thể làm ta mang lông, đội sừng, và cũng có thể khiến ta thành Phật, thành Tổ. Điều tôi nói với quý vị là những đạo lý rất thông thường, hệt như rau luộc nước lã. Thật rất nhạt nhẽo vô vị, tuy chẳng có mùi vị gì, nhưng khi ăn những thứ cơm lạc, canh lạc ấy, quý vị có thể trừ khử được rất nhiều độc khí. Bởi vì có lòng dâm dục nên mới phát sinh ra biết bao chuyện ác trên đời. Nếu quý vị có thể làm những việc lành, tức tự mình thanh tịnh hết tất cả, và khi không có hành vi dâm loạn, thì đó là chúng thiện phụng hành. Phật là chánh khí của thế giới, ma là tà khí, làm không khí ô nhiễm. Chánh khí là cảnh giới mà bầu trời trong sáng, ngàn dặm xanh thẳm, chẳng chút mây mờ. Một khi bị ma nhập thì bầu trời liền u ám. Có phiền não, bầu trời cũng tối sầm lại. Khi không dính vào ma, không sanh phiền não thì bầu trời trong xanh. Mọi vật trên đời đều là pháp biểu hiện. Phần lớn nền giáo dục bây giờ chỉ dạy cho học trò làm sao được thành nghề, làm sao để tìm được chức vị cho cao, kiếm thật nhiều tiền, thành bậc danh nhân hay bậc nhất trên thế giới. Họ đã chẳng dạy cho con em các điều đạo đức căn bản làm người, mà cứ dạy chúng tranh danh đoạt lợi. Đây chính là bỏ gốc theo ngọn, đi ngược lại với đạo. Làm điều ngược lại với đạo như vậy thì thật là sai lầm lớn lao vô cùng. Tu hành, làm việc gì thì cũng chỉ một tâm, một lòng. Làm xong rồi liền buông tay, việc tới thì ứng biến, việc qua rồi lòng lại yên tĩnh. Không nên tham tiền tài, vật chất, hợp với đạo nghĩa thì mới nhận, rằng tiền tài phải hợp với đạo thì người quân tử mới lấy. Chú Lăng Nghiêm thì mầu nhiệm không thể tả, ai niệm thì người đó có cảm ứng, ai trì tụng thì người đó có Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo vệ. Do đó, người tu trì chú này cần phải nghiên cứu các vật để hiểu thấu đáo chân lý, và phải thành khẩn, chánh tâm tu thân thì mới có cảm ứng lớn lao. Có vọng tưởng thì sẽ không tự tại. Sống trên đời, quý vị nên phải hết sức cẩn thận trong mỗi hành vi, cử chỉ của mình mà gắng giữ gìn quy củ. Vì một khi trồng nhân sai lầm, sai nhân quả, quý vị sẽ hối hận vô cùng. Lúc tu, điều tối trọng yếu nhất là đừng tranh, nghĩa là không cùng người khác tranh tốt, bàn xấu, tranh đúng hay sai. Muốn tu cho có thiên thủ thiên nhãn thì không phải một sớm một chiều mà thành. Nếu tu pháp này, quý vị phải ngày ngày dụng công không gián đoạn, ngày ngày y pháp tu hành thì mới có thể thành tựu sự diệu dụng bất khả tư nghì. Nếu hôm nay tu, ngày mai nghỉ thì chẳng có ích gì đâu. Nếu người xuất gia không tinh tấn tu thiền, tập định, trì chú, tụng kinh, nghiêm thủ giới luật mà lại dựa vào Phật để kiếm ăn, bám vào Phật để có áo mặc thì chắc chắn sẽ đọa vào ba đường ác. Quý vị tới nơi nào, quý vị phải xem nơi đó là trường học. Không có chỗ nào chẳng phải là chỗ để học tập, không có thời lúc nào chẳng phải là thời lúc học hành. Phật Pháp có 8 dạng 4.000 pháp môn. Môn nào cũng là số 1, pháp nào tương ứng với quý vị thì pháp ấy là đệ nhất. Pháp chẳng hợp với quý vị thì đó không phải là đệ nhất. Phải thâm nhập vào một pháp môn thì mới đạt tới quả vị Phật bảo quý.
Nếu người ta biết hiếu thảo với cha mẹ thì chánh khí trời đất mới tồn tại, không hiếu thảo thì tà khí tràn ngập trời đất. Hiếu thảo thì phải thành tâm, thành ý, lúc nào cũng chuyên tâm, cung kính. Con cái nên tôn kính cha mẹ, vì cha mẹ là Phật sống. Do đó, con cái mà biết cúng dường cha mẹ thì là một việc hết sức may mắn vậy. Người tin Phật hay không tin Phật đều sẽ thành Phật. Còn tâm tham là còn khổ. Tới khi nào không còn gì mong cầu thì lúc đó sẽ hết âu lo. Nhà có máy truyền hình, TV cũng giống như nhà có yêu quái vô hình. Nó dạy trẻ con hư hỏng và hút mất hết tinh thần sinh lực của chúng. Vì vậy, học trò không có bao nhiêu thời gian để học hành, không có ảnh hưởng độc hại gì sâu thẳm bằng ảnh hưởng của TV. Phàm sự không có gì là nhất định, mà chỉ sai biệt ở một niệm. Khởi một niệm thiện, có thể chuyển việc xấu thành kiết tường. Lão Tử có câu rằng, hồi tâm hướng thiện, thiện tuy chưa làm mà thiện thần đã tùy thân. Chuyển tâm hướng ác, việc ác chưa làm mà ác thần đã theo sát dế. Đừng cứ tưởng nghĩ về túi thịt thối này, rồi mỗi một tâm niệm muốn ăn cắp đồ cho nó ăn, mỗi một tâm niệm muốn làm đẹp cho túi thịt thối này, mỗi một tâm niệm cứ muốn cho túi thịt thối được hưởng thụ, được khoái lạc thêm một chút, thật là điên đảo. Tu đạo không nên hưởng phước, phải dùng lòng chân thật để học Phật Pháp. Mỗi một cử chỉ hành động phải hướng về điều chân thật, không nên như người đời, nửa thật, nửa giả. Có lúc nói thật một chút, có lúc nói láo một chút. Người tu đạo thì lúc nào cũng phải nói thật, làm việc chân thật và không nói dối. Chúng ta không phải là khổ tu mà là lạc tu. Ai tu hành chịu khổ cũng là cam tâm tình nguyện, không phải bị cưỡng ép. Cho nên chúng ta đều hết sức mong muốn buông bỏ điều giả, chỉ lấy điều thật. Một ngày không nóng giận là một ngày quý vị đã tu hành. 10 ngày không nổi giận là 10 ngày tu hành. Hễ quý vị muốn nóng giận, tức là quý vị không có tu hành chi cả. Học chú Lăng Nghiêm, tức là có hóa thân của Phật. Không những là hóa thân, mà còn là hóa Phật trên đỉnh đầu của Phật, hóa thân trong hóa thân của Phật. Do đó, đây là chỗ mầu nhiệm không thể nghĩ bàn của chú Lăng Nghiêm. Nếu có người có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm thì trong phạm vi 40 dặm sẽ chẳng có tai nạn và nguy hiểm sẽ biến thành an ổn. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật sẽ đưa người ta tới tử vong ngày càng nhiều, thậm chí toàn thể nhân loại có thể bị hủy diệt. Nếu nhân loại hủy diệt hết thì khoa học, triết học có ích gì? Vốn thật chẳng có ích dụng chi hết. Muốn tiêu trừ hết thảy tai nạn, mình cần phải nghiên cứu chân lý của nhân sinh. Một khi hiểu rõ chân lý nhân sinh trong đời sống hàng ngày rồi, thì mình mới có thể hiểu được nguồn gốc của những tai nạn ấy. Đại công vô tư thì mới là chánh pháp, có lòng ích kỷ tư lợi thì là tà pháp. Cần đừng để ý tới cảnh giới là thật hay giả. Chỉ có sự dụng công của quý vị mới là thật. Nếu quý vị chân chính thấu hiểu thì quý vị sẽ chẳng chấp trước vào bất kỳ thứ gì hay cảnh giới chi. Từ vô thủy kiếp cho tới nay, trong A Lại Gia thức hay thức thứ 8 của mình, cảnh giới gì cũng có. Khi tâm quý vị yên tĩnh thì chúng hiện ra cho thấy. Ví như nước đục, quý vị cứ khuấy động nó hoài thì nó sẽ chẳng lắng trong. Nếu để yên một chỗ không xáo động, bụi bặm cặn bã từ từ lắng xuống, nước sẽ trong ngay. Trẻ thơ không phải sinh ra là hư xấu đâu, bởi vì chúng không được dạy dỗ đàng hoàng. Vì thế, làm cha mẹ phải coi việc giáo dục con cái là việc cấp bách, quan trọng nhất. Nếu dạy dỗ con cho tốt rồi, thì dù cho quý vị có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa cũng không có giá trị bằng. Thật ra, tham thiền tốt nhất là không có cảnh giới, không có gì hết, chỉ là không. Đến lúc ấy, quý vị chớ có sợ, cũng chớ sinh vui mừng, sợ hay vui đều có thể bị ma nhập. Như đã nói trong phần 50 loại ấm ma của Kinh Lăng Nghiêm, do đó, quý vị cần nên hiểu rõ để không bị cảnh giới làm động tâm. Cần nhất là quý vị không được chấp trước. Muốn phát tâm Bồ Đề
thì quý vị phải nghe giảng kinh cho nhiều. Một khi hiểu Phật Pháp thì tự nhiên quý vị sẽ biết cách phát Bồ Đề Tâm. Mình nên mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ rộng lượng. Đừng nên chỉ biết có mình, hoặc chỉ biết có gia đình mình, đất nước mình. Phải để tâm lượng rộng mở, trùm khắp hư không, biến khắp pháp giới. Mình phải suy nghĩ lợi ích cho toàn nhân loại, không nên chỉ tính toán cho riêng cá nhân mình. Nếu quý vị chẳng có tâm đấu tranh, thì sẽ đoạn tuyệt sự qua lại với loài Atula. Nếu quý vị không có tâm tham lam, thì sẽ đoạn tuyệt qua lại với loài súc sanh, cầm thú. Làm sao để có niềm vui? Nơi tự tánh phải thường cảm thấy đầy đủ, rằng biết đủ thì thường vui, nhẫn nại thì an ổn. Tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an. Tiền là thứ dơ bẩn nhất. Nếu quý vị gần gũi với nó quá nhiều, tức quý vị sẽ dính bụi trần. Nếu quý vị chẳng cần tiền bạc thì được trong sạch nhất, tức là quý vị có thể nhảy ra khỏi vòng bụi bặm. Người công dân chào cờ là bày tỏ lòng cung kính đối với đất nước. Tượng Phật thì biểu trưng cho Đức Phật. Do đó, mình lễ lạy tượng Phật là để tỏ bày lòng cung kính với Phật. Ma, sở dĩ thành ma là vì nó có tâm háo thắng, tranh hơn thua. Có câu rằng, tranh là tâm thắng bại, ngược lại với đạo. Nó sinh bốn tướng chấp, thì sao đắc tam muội? Khi ma tranh không được bậc nhất, thì nó sinh lòng sân hận, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại cản trở. Do đó, ai có tư tưởng và hành vi như thế đều là ma, vĩnh viễn không thể thành Phật. Là tín đồ Phật giáo thì không nên đi du ngoạn quá nhiều, dùng thời gian du ngoạn ấy để nghiên cứu giáo lý Phật. Quý vị xem, như vậy không phải là tốt hơn sao? Nếu có thể dùng thời gian ấy tụng kinh, niệm chú, lạy Phật thì lại càng tốt hơn nữa. Phá thai là việc rất nghiêm trọng. Phá thai là một trong những nhân tố tạo ra nhiều chứng bệnh nan y, tai nạn khủng khiếp thời nay. Quý vị nghĩ xem, một sinh mạng chưa ra đời đã biến thành oan hồn, còn quỷ nhỏ ấy tới đâu cũng đòi mạng, thì xã hội làm sao an ninh đặng? Những con tiểu quỷ ấy chỉ có các bậc đạo hạnh, không tham tiền tài mới có thể siêu độ chúng được. Ở đây mình niệm Phật thì điện thoại của Đức Phật A-di-đà sẽ reng. Các em trẻ, các em biết căn bản của việc làm người là ở đâu chăng? Là ở nơi tám đức hạnh: hiếu, hiếu thảo cung kính với cha mẹ; để, tình anh em chân thành đùm bọc, nhiều nhịn lẫn nhau; trung, lòng trung thành với chân lý và lý tưởng; tín, sự đáng tin cậy, đáng tín nhiệm trong lời nói và hành động; lễ, xử thế một cách lễ phép, lịch sự và đứng đắn; nghĩa, biết theo chân lý, quên mình vì chân lý, vì nghĩa vụ cao thượng; liêm, không tham lam, ăn hối lộ hay làm việc tồi bại trái lương tâm để tư lợi; sĩ, lòng hổ thẹn với lương tâm, với thánh hiền khi làm quấy. Chớ nên vọng chấp rằng xác thân này thật là của ta, bây giờ đã gặp Phật Pháp, được thiện tri thức chỉ điểm cho pháp môn niệm Phật, mình phải nhất tâm dốc lòng hết dạ niệm Phật tu hành để được giải thoát. Tu thì lúc nào cũng phải niệm tư tại tư, chuyên tâm nhiếp niệm và không thể buông lung dù trong tích tắc. Kẻ ngu chẳng biết nhân quả lợi hại ra sao nên cứ tùy tiện làm bậy, thậm chí y không tin có nhân quả và còn quỷ bán nhân quả. Người có trí tuệ thì biết sự lợi hại của luật nhân quả, cho nên sợ làm việc sai trái trong dòng nhân quả. Bất luận làm việc gì, mình cũng nên suy nghĩ ba lần rồi hãy làm. Người đời nay cũng không biết được chuyện tiền nhân hậu quả, giống như người mù cưỡi ngựa đuôi đi trật đường mà tự mình cũng chẳng hay, chẳng biết. Họ còn cho rằng gia đình quyến thuộc là chỗ ân ái thân thiết, do đó họ không thể nhìn thủng để buông xả. Thật ra, thế giới này là chỗ đau khổ vô cùng. Do vì sát sanh kết tụ quán khí tràn đầy vũ trụ mà hình thành đủ thứ tai nạn. Nếu người ta không sát sanh, lại phóng sanh và không ăn thịt bất kỳ chúng sanh nào, thì những tư tưởng bạo lực ác ôn sẽ tiêu trừ. Vì sao có những người hung tợn, bóp chát, dữ dằn,
bởi do họ ăn thịt. Ăn thịt làm tăng thêm dục vọng, tăng thêm tính nóng nảy, không còn lòng từ bi. Giới luật là sanh mạng của người tu hành. Mình tu đạo thì phải dốc thân thực hành bằng công phu chân thật, đừng nên tìm danh, kiếm lợi, cũng chớ tự mình quảng cáo. Mình phải học tinh thần hộ trì đạo tràng, giáo hóa chúng sanh của bốn vị Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm và Địa Tạng. Trong đạo Phật, thường nghe đến câu bần tăng, thầy nghèo, chẳng hề có phú tăng, thầy giàu. Tại sao có người ngủ gật lúc ngồi thiền? Tại tâm cầu Pháp không chân thật. Nếu thật có chân tâm cầu đạo, thì tuyệt đối không thể nào ngủ gật. Nếu quý vị có thể sửa đổi thói quen ăn, mặc, ngủ, nghỉ và làm việc, thì quý vị mới là vô tâm đạo nhân. Cả nhân loại trên thế giới, ai cũng có nỗi khổ đau. Nên phải cần có một vị đại trí huệ tới thức tỉnh, nhắc nhở mỗi người về nỗi đau khổ ấy. Từ đó, mỗi người mới biết tìm cầu sự khoái lạc chân chính. Người trên đời nhận lầm cái khổ làm niềm vui. Ở nhà có một chiến tranh nhỏ, trong nước có chiến tranh vừa, và trên thế giới có đại chiến. Trước hết, mình phải dập tắt cuộc chiến nhỏ, thì cuộc chiến vừa không còn, và cuộc đại chiến tự nhiên cũng chẳng thể phát sanh. Tất cả chúng sanh là người trong cùng một gia đình với mình. Vũ trụ là thân thể của mình, hư không là trường đại học của ta. Tên của ta thì vô hình tướng, công dụng của ta là lòng từ bi hỷ xả. Trong Phật giáo không hề có pháp làm phát tài. Vì sao không khí bây giờ bị ô nhiễm? Vì đa số người ta không biết tu hành, không biết sử dụng điện liệu, cho nên không khí càng ngày càng ô trược. Người tu chúng ta nên dùng phương pháp điện liệu để làm không khí hết độc, hết ô nhiễm. Phương pháp điện liệu này là gì? Là tĩnh tọa. Từ trong tĩnh tọa, quý vị có thể phóng ra ánh sáng trí huệ. Ánh sáng trí huệ này chính là điện liệu. Nó có công năng tẩy trùng, làm cho không khí hỗn trược trở nên thanh khiết. Đây gọi là điện liệu, tức trị liệu bệnh độc của thế giới. Vì sao Phật muốn độ chúng sanh? Bởi vì Ngài thấy tất cả người nam là cha của ta, tất cả người nữ là mẹ của ta. Bởi vì cha mẹ của Ngài còn ở trong lục đạo luân hồi, chịu khổ, nên bất luận thế nào đi nữa, Ngài cũng phải hóa độ họ, với hy vọng rằng họ sẽ được ly khổ, đắc lạc. Đa số người ta chỉ biết làm ăn nhỏ, chẳng biết làm ăn lớn. Vì sao? Bởi vì họ không có đủ hai thứ. Một, vốn liếng, thiện căn không đủ. Hai, kinh nghiệm, trí huệ không đủ. Do đó, họ không thể làm lớn hay phát triển mạnh được. Thế nào là chuyện làm ăn lớn? Tức là chuyện đại sự, xuất ly sự sanh tử luân hồi trong tam giới. Vọng tưởng thì như biển lớn, xưa nay vốn gió im sóng lặng, nhưng một khi gió nổi thì sóng khởi. Sóng là do gió khởi dẫn, nghĩa là khi gió nghiệp dừng thổi thì biển vọng tưởng càng giảm bớt đi. Làm sao để gió nghiệp dừng lặng đây? Tức đừng tạo nghiệp ác, rằng không làm những việc ác mà làm toàn việc thiện. Nếu quý vị còn thích đẹp đẽ, xinh xắn, mỹ quan thì hẳn thói quen ham sắc chưa trừ. Nếu quý vị còn thích ăn ngon, thích mùi vị thì thói quen ham ăn chưa trừ. Nếu quý vị còn thích trú ngụ chỗ tiện nghi, thoải mái, ngủ chỗ êm ái thì thói quen hưởng thụ chưa trừ. Quý vị nên biết, chùa chiền nào xây ra trải qua một thời gian cũng sẽ hoại diệt. Tháp miếu trải qua nạn lửa rồi cũng bị thiêu hủy. Duy chỉ có tĩnh tọa, ngồi yên lặng tu hành. Nghĩa là tu hành thành tựu Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo của tự tánh, tới mức đạt được công đức vô lậu, thì đó mới là thứ vĩnh viễn thường trụ. Lúc ấy, quý vị không sợ bị mưa gió, lửa đốt hay bão táp nữa. Do đó, công đức vô tướng do tu hành với định lực mà không chấp ngã thì thù thắng hơn công đức hữu tướng do làm phước với tâm tán loạn và với sự chấp ngã ngàn vạn lần. Dám nổi nóng, bực dọc trong lòng mà không dám nói ra, đó cũng là phát cáu, nóng giận vậy. Người tu
nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác, không nên dùng thế lực để đàn áp người. Đối với ai, mình cũng nên nói lời nhã nhặn, đầy đạo lý khiến họ tâm phục, khẩu phục. Khi quản lý việc ăn uống của đại chúng mà biết điều hòa việc ăn uống thì mới tạo công đức. Nếu không biết điều hòa cho hợp lý mà tùy tiện cẩu thả thì sẽ tạo tội nghiệp. Hợp với phép tắc thì có công, không hợp với phép tắc thì có lỗi. Cẩn thận không phí phạm thực phẩm thì có công, phung phí thực phẩm thì có lỗi. Trung đạo thì không có vui, buồn, giận, sợ, yêu, ghét, dục vọng. Nếu trong bảy thứ tình cảm trên mà chẳng dậy sóng, thì trong lòng quý vị sẽ chẳng có vọng tưởng và bên ngoài cũng chẳng tham cầu truy đuổi. Khi trong và ngoài của thân tâm đều thanh tịnh, thì đó chính là cảnh giới của tánh định. Bảy thứ tình cảm thì hệt như sóng cồn trên biển cả. Nếu sóng dậy ba đào, thì thuyền bè ắt bị lật chìm. Nếu gió ngừng sóng lặng, thì thuyền sẽ cập bến bình an. Người tu đạo trước phải thấu rõ bảy thứ tình cảm này, không phải hiểu ý nghĩa của chúng là đủ, mà phải có năng lực điều phục, khống chế sự dẫn dụ của chúng, không để chúng tác quái. Nếu không bị rung động bởi bảy thứ tình cảm ấy, tức là có định tâm. Khi diệt tới, mình ứng tiếp, nhưng không có chút tâm phan duyên mới được. Tâm phan duyên là tâm leo trèo như khỉ, tâm so đo, tính toán ích kỷ, luôn tìm kiếm lợi lộc hay móc nối và không ngừng suy nghĩ cách kế cho mình, vì mình. Khi xong việc rồi, chẳng lưu dấu tích gì trong tâm, để lòng trong sạch. Mình nên thấu rõ đạo lý, bất khả đắc, không thể nắm bắt của ba tâm, quá khứ, hiện tại và vị lai. Sau khi thấu hiểu rồi, mình hãy theo đó mà tu trì thì mới thật sự hiểu biết Phật Pháp. Điều tối kỵ trong lúc tu học là có đầu mà không có đuôi, đi nửa đường rồi bỏ dở, như vậy sẽ mất sạch hết công phu đã làm. Cho nên không thể giữa đường tự vẽ bước tới rồi dừng ở đó không tiến bước về phía trước. Nếu vậy rốt cuộc chẳng cách gì tới được Bảo Sở, chỗ có kho tàng quý báu. Quý vị nên nhớ, làm gì cũng phải có đầu, có đuôi và không để ngoại cảnh làm động tâm, khiến quý vị thối thất chí nguyện. Quý vị phải lập chí nguyện vững chắc như sắt đá, không dao động trước nghịch cảnh hay việc không như ý mà quên mất tâm bồ đề của mình. Người học Phật nên tin vào nhân quả, vì nhân quả thì không sai chạy một mảy may, không nên lầm lẫn trong quá trình gieo nhân, gặt quả, cũng không nên quỷ bán rằng chẳng có nhân quả. Mình nên hiểu nhân quả là định luật ngàn đời bất biến. Chúng ta cùng trú ngụ trong chùa vạn Phật thì phải tôn kính lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, không nên khoanh tay đứng nhìn, xem trò đùa, cũng không được thờ ơ không giúp đỡ mà nói chuyện phong cảnh. Mình nên học tinh thần của chư Bồ Tát. Khi các ngài thấy chúng sinh thọ khổ trong chốn nước sôi lửa bỏng, các ngài cảm giác như chính các ngài thọ khổ vậy. Do đó, các ngài mới tìm cách khiến cho chúng sanh ra khỏi biển khổ. Mình biết một chút thì tu một chút, cứ tích tiểu thành đại, tụ cát thành tháp, khi hội đủ công phu thì tự nhiên sẽ được thành tựu. Mình không nên bỏ lỡ thời gian, cơ hội quý báu, không nên cô phụ lòng kỳ vọng của thầy quý vị. Hãy dũng mãnh tinh tấn tu đạo vô thượng, sớm thành Phật đạo. Lập công, làm việc có lợi ích cho chúng sanh trong đường đạo. Lập ngôn, biên soạn, giáo dục, đóng góp vào sự hiểu biết và phát triển trí huệ của thế hệ mai sau. Trong Phật giáo thì mới chân chính là người con Phật. Từ nơi cảnh mê mà biết trở về, đó là giác ngộ. Người tu tuyệt đối không được nổi lửa giận trong tim gan, phải có tâm nhẫn chịu hết mọi việc, vì rằng lửa vô minh thiêu sạch rừng công đức. Cho nên, xin quý vị hãy nhớ cho kỹ điểm này. Bồ Tát có lòng, thi ân không cầu đền đáp, bố thí không hề hối hận. Các ngài có lòng hiền từ đối với kẻ chẳng có duyên, lòng đại bi xem người như mình. Do sự tu hành như vậy, nên các ngài mới thu hoạch được trí huệ siêu diệt, thần thông khó lường. Ai ai cũng biết, sống trong tam giới thì không bình an.
giống như ở trong ngôi nhà lửa, nhưng không ai chịu buông bỏ tam giới. Biết rõ rằng ngôi nhà lửa tam giới thì đau khổ vạn phần, nhưng vẫn cứ muốn lưu luyến ở mãi trong đó, chẳng chút kinh sợ, chẳng chút hốt hoảng, lại còn nhẫn nhơ cho rằng vui sướng lắm vậy. Bất luận là ở nơi nào, mình cũng nên cúng dường tam bảo, chẳng nên có thái độ dạch lông tìm vết mà tìm lỗi của tam bảo. Nếu chuyên tìm kiếm lỗi lầm của tam bảo như vậy, tức là có thái độ cống cao ngã mạn tác quái, thì khỏi bàn tới việc hộ trì tam bảo. Suốt ngày sáu căn cứ chạy theo sáu trần, không biết hồi quang chiếu vào bên trong, đó gọi là lậu. Thế nào là của báo trong nhà? Báo này không phải là châu báu vàng bạc có tướng hữu di của thế gian, mà là chân tâm thường trụ hay Như Lai tạng, tánh giác ngộ sáng chói nhiệm màu. Người đời cả ngày cạnh tranh phấn đấu không ngoài chuyện tiền tài, cơm ăn, áo mặc, chỗ ở và danh lợi. Ai cũng bị năm thứ ấy làm cho điên đảo, từ sáng đến tối chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nếu có lúc không tới sở làm việc thì ở nhà lại xem tivi, xem cine, chơi máy vi tính, đi du ngoạn, có đủ thứ chuyện khiến người ta lúc nào cũng bị bận rộn. Quý vị nên biết Kinh Lăng Nghiêm là chân thân của Phật, cũng tức là Phật Pháp Tăng, và cũng chính là giới định huệ. Nếu quý vị muốn cung kính Phật Pháp Tăng thì trước hết hãy cung kính Kinh Lăng Nghiêm. Trên trần gian này, tam giáo cửu lưu, ngũ phương bát đức, tất cả nghề nghiệp có sắc tướng, ai ai cũng muốn mưu sinh, không ai muốn mưu tử, chẳng ai nghĩ tới tương lai mình sẽ chết ra sao. Như sống thì giờ đây đang sống rồi, nhưng chết thì sẽ ra sao? Bởi vì không ai nghĩ tới vấn đề này nên mới nói rằng chẳng có ai mưu tử. Làm gì cũng phải có chừng mực, đừng bao giờ quá cực đoan. Công phu khuya và công phu chiều là việc công ở chùa. Khi ở trong đạo tràng, không ai được phép miễn công việc này. Không tham gia các công khóa ấy là khinh thường đạo tràng, cũng là khinh khi chư Phật và khinh khi phương trượng. Nếu khi khinh phương trượng thì quý vị không thể cùng trú ngụ trong chùa được. Bí quyết của người tu hành là ăn ít. Tu hành mà không biết sửa đổi lỗi lầm thì cũng như chẳng có tu vậy. Không thể tùy tiện lấy đồ của chùa đem cho người để gây cảm tình. Quý vị cho rằng làm như vậy là có công đức, nhưng thật ra đó chính là ăn cắp đồ vật của chúng tăng. Hành vi lấy đồ đạc công cộng, tự ý mình riêng tặng cho người khác vì muốn giao hảo tốt với họ, là hành vi phá hoại quy củ của đạo tràng. Phàm tất cả mọi công đức làm ra, mình nhất định phải hồi hướng cho chúng sanh trong pháp giới. Nếu không vậy thì mình sẽ trở thành kẻ ích kỷ. Có Kinh Lăng Nghiêm là có Phật Pháp. Vì muốn hộ trì Phật Pháp, trước tiên mình phải hoằng dương Kinh Lăng Nghiêm. Mình phải học thuộc kinh, biết giảng giải kinh, và sau đó y theo lý kinh mà tu hành. Chân tâm mà bị mất đi rồi thì kể như rơi vào biển khổ, không thể nào thoát ra được. Người xuất gia cần biết rằng khi đạo nghiệp chưa thành tựu, chớ nên để cho mắc nợ. Nếu quý vị bị mắc nợ thì quý vị sẽ bị trói cột, không thể giải thoát. Nhất là những thứ duyên không thanh tịnh, nó sẽ hại quý vị, khiến quý vị rút chân không ra, chẳng thể tự tại được. Là người, ai cũng phải trải qua bốn cái khổ lớn: sanh, lão, bệnh, tử. Bất kỳ người nào cũng không thoát khỏi bốn thứ thống khổ này, trừ khi quý vị tu đạo liễu sanh thoát tử mà thôi. Các vị thiện tri thức, hãy nhớ tới cái khổ sanh tử mà phát bồ đề tâm, đừng nên trôi nổi trong bể khổ nữa. Phàm ai mà không muốn rời bể khổ thì chính là kẻ ngu muội. Các sự lý trên đời đều có mối quan hệ hỗ tương với nhau. Giống như ba tôn giáo Phật, Đạo, Nho thì hỗ tương trợ giúp lẫn nhau. Nho giáo dĩ như lớp vỡ lòng tiểu học,
Đạo giáo dĩ như bậc trung học, Phật giáo dĩ như bậc đại học. Chúng sanh nghĩa là do chúng duyên hòa hợp mà sinh ra. Cho nên chúng sanh đây không những là chỉ cho loài người, mà bao gồm luôn tất cả các loài vật có sanh mạng. Sự việc trên đời thật là kỳ quái. Càng không có thì người ta càng tham cho có, càng có được rồi thì lại càng không thể buông bỏ. Người có lòng nóng giận thì là người ngu muội. Người giàu có là người không thích chiếm tiện nghi, chiếm phần hơn hết. Người chân chính phú quý thì không thích chiếm tiện nghi, lấn át người khác. Kẻ nào thích chiếm tiện nghi thì kẻ ấy chính là người nghèo nàn. Chúng ta làm người thì thật là nguy hiểm, làm Phật mới thật bình an. Nếu quý vị thích nguy hiểm thì cứ làm việc nguy hiểm. Nếu quý vị muốn bình an khoái lạc thì hãy làm việc bình an khoái lạc. Lúc bình thường thì mình phải biết niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ. Được vậy, tới khi lâm chung, mình mới không hoảng sợ cuống cuồng, mà sẽ an lạc vãng sanh về thế giới cực lạc. Tới lúc chết thì bất luận là mình giàu tới đâu cũng chẳng thể mua được sự bất tử. Khi người ta thọ ngũ giới thì mỗi giới mà họ giữ được, tức có năm vị thiện thần hộ pháp để bảo vệ họ. Nếu quý vị không giữ giới thì năm vị thần ấy sẽ chạy mất, thay vào đó sẽ có năm con ác quỷ tới. Quay lại tìm đáp án nơi chính mình, tức là chân thật chấp nhận rằng mình sai lầm, không bàn luận gì tới chỗ sai lầm của người khác. Có những người tiền kiếp đã tạo ra rất nhiều nghiệp sát, ví dụ như săn bắn, lưới cá, giết gà, mổ trâu, thọc quyết heo, làm thịt chó. Vì những người ấy tạo nghiệp sát quá nhiều, nên kiếp này họ mắc phải đủ thứ bệnh tật kỳ kỳ quái quái. Phật Pháp không tách rời tâm mỗi người, do đó Phật Pháp chính là tâm Pháp. Nếu tâm ta không có lòng ích kỷ, vọng tưởng, cuồng loạn, tham vọng giả tâm, thói hư tật xấu, thì đó chính là Phật Pháp. Tinh tấn không có nghĩa dạy của gì, khi ăn tinh tấn ăn nhiều hơn ai hết, khi làm việc thì làm ít hơn mọi người. Cũng không phải dạy của vị tinh tấn ngủ, người khác chưa ngủ, của vị đã ngủ trước, hay người ta đã thức rồi mà của vị còn chưa tỉnh ngủ. Cũng không phải dạy của vị tinh tấn cầu danh cầu lợi, mà dạy của vị phải tinh tấn phát đại bồ đề tâm. Con quỷ vô thường chẳng kể người già con nít gì cả, vì hễ tới lúc phải dẫn mình đi gặp vua Diêm Vương thì nó sẽ chẳng khách sáo chút nào. Có câu rằng dương gian chẳng già trẻ, âm gian thường gặp mặt. Trên đời này thần chết chẳng nể nang gì kẻ già người trẻ, ở dưới âm phủ ai ai cũng thường gặp nó. Nếu quý vị thích nghe kinh thì hãy khuyến khích các người khác cùng tới nghe. Nếu đi ngược lại lý âm dương của trời đất, tức sẽ sinh bệnh nan y bất trị. Tu hành thì đừng bao giờ tự mình bào chữa đính chính cho mình, cũng chớ cãi lý leo lẻo, cũng chớ nói chuyện thị phi, bàn luận chuyện đúng sai tốt xấu của người. Không có chúng sanh thì sẽ không có kinh điển. Không có kinh điển thì cũng không có việc giáo hóa chúng sanh thành Phật. Nếu có ai mắng chửi tôi, quý vị nên đảnh lễ kẻ ấy. Bất luận ai hủy báng tôi, quý vị cũng chớ biện hộ cho tôi. Càng để dành nhiều tiền lại cho con cháu bao nhiêu thì quý vị sẽ càng nuôi họa lớn bấy nhiêu. Ngược lại, chẳng để lại nhiều tiền cho con cháu, tức sẽ tránh được nhiều việc rắc rối. Chớ lãng phí thời gian. Có thời giờ thì hãy dụng công nhiều thêm một chút. Quý vị hãy nỗ lực siêng năng tinh tấn. Chúng ta phải hộ pháp, chớ làm cho pháp diệt vong. Bất kỳ người nào thuyết pháp hay hoặc dở, quý vị cũng không nên sinh lòng chán ghét, phiền não, khó chịu. Trẻ không tu, chờ tới lúc đầu bạc mới tu thì sẽ không kịp rồi. Khi trong tâm mình không chấp trước thì tượng Phật lúc nào cũng khai quang. Nếu tâm mình chấp trước, dù tượng Phật đã được khai quang cũng chẳng khác gì chưa khai quang. Ăn bớt chút thịt
thì sẽ bớt chút quái bệnh. Phép tắc ở đời là mình phải biết nguồn biết cội, nên chu toàn lễ tắng cho cha mẹ và ông bà, một mực hiếu thảo với cha mẹ, cung kính với sư trưởng. Đó là lý tất nhiên của trời đất dạy. Nếu quý vị không nghe giảng kinh thuyết pháp, chỉ cắm đầu tu hành, thì đó gọi là tu mù luyện mò. Dù quý vị có tu đến vô số trần sa kiếp cũng chẳng thể thành công. Người thiện thì có hào quang trắng sáng, người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó, làm thiện hay ác mà tự nhiên hiện ra nơi hình tướng của mình. Quý vị có thể che mắt người, nhưng không thể che mắt Phật, Bồ Tát và quỷ thần. Quý vị không nghe giảng kinh thuyết pháp mà lại coi sách báo nhảm nhí khác, tức là quý vị không giữ quy củ rồi. Vì quý vị nghe giảng mà chẳng hiểu, nên quý vị cần phải nghe. Nếu nghe mà hiểu thì quý vị chẳng cần phải nghe rồi. Thế nào là núi? Tức là lòng cổng cao ngã mạn của mình. Thế nào là biển? Tức là tâm tự ti, cho mình là thấp kém. Vì quý vị có lòng tự cao nên có núi cao. Vì quý vị có lòng tự ti nên có biển sâu. Mình cần phải ẩn giấu tài năng. Ví dụ như khi đốt đèn dầu thì đèn sẽ tỏa ánh sáng, nhưng thắp hoài thì dầu cạn đèn tắt. Nếu lúc cần mới thắp, không dùng thì tắt, đèn mới dùng được lâu. Phải biết giữ gìn, đừng phung phí ánh sáng, trí huệ và tài năng, tránh bị danh lợi dẫn dụ làm tiêu hao tiềm năng của mình. Phật phóng quang là để phá trừ vô minh của chúng sanh. Hoằng dương Phật pháp là việc của mọi người, ai ai cũng nên hợp tác chia sẻ gánh nặng. Có tiền thì đóng tiền, có sức thì góp sức. Mình phải nỗ lực đoàn kết nhất trí, tức mới làm cho Phật giáo được hưng thịnh. Ăn thịt thì dục niệm sẽ nhiều, vọng tưởng cũng nhiều, rất khó nhập định. Không ăn thịt thì dục vọng mới nhẹ, lòng sẽ biết đủ và cũng sẽ bớt vọng tưởng. Đó là do khí huyết thanh tịnh, không bị hỗn trược. Người biết tụng kinh thì chẳng những biết tụng kinh có chữ, mà còn biết tụng cả kinh không chữ nữa. Người biết tụng kinh không chữ mới là người chân chính hiểu biết Phật pháp. Rốt cuộc thì kinh không chữ là sao? Chính là lúc quý vị không khởi một ý niệm nào, nhất niệm bất sanh. Nếu có thể một niệm không sanh, lúc ấy tự nhiên quý vị sẽ quay về với không tịch. Người đời có câu nghe rất chua chát, như người xuất gia không ham tiền, nhưng có càng nhiều tiền càng tốt. Nghe vậy, người xuất gia chúng ta phải nên phản tỉnh, tự kiểm điểm, xem mình có ý nghĩ như thế không. Nếu có thì sửa, còn không thì hãy gắng sức. Niệm Phật một tiếng, sen nở lớn thêm một chút. Niệm niệm đều là Nam Mô A Di Đà Phật, thì hoa sen nở lớn như bánh xe. Chờ tới khi quý vị giảng sanh thế giới cực lạc, thì Phật tánh chân tánh của quý vị sẽ hóa sanh nơi hoa sen ấy. Thế giới ta bà thì vạn khổ trùm dây, vạn ác dẫy đầy. Người đời mưu tính chuyện hãm hại nhau, chẳng có lúc bình an yên ổn. Ở cực lạc thì chẳng có phiền não, chẳng rắc rối chi cả. Vì vậy, mình phải cầu sanh về thế giới cực lạc, hóa sanh từ hoa sen, diện kiến Đức A-di-đà, đạt tới quả vị không còn thoái chuyển nữa. Nhiều người làm tôi tớ cho thân xác mình. Vì sao mà quý vị phải thức khuya dậy sớm cứu cánh? Là vì tôi mà quý vị bận rộn, hay tự vì quý vị mà bận rộn, hay vì người khác mà bận rộn? Tôi tin rằng nhiều người không sao giải đáp được vấn đề này. Nên biết người quân tử chỉ lo nghĩ về đạo, không lo nghĩ về ăn uống. Trong đạo Phật, xử thế với người hay xử lý công việc, mình đều phải dựa vào tứ vô lượng tâm, tức từ bi hỷ xả. Cho nên mượn chuyện công để trả thù riêng, không nên vì mối bất hòa mà mình dạch lông tìm vết, cố ý kiếm lỗi của người. Nhất định mình phải dùng lòng thẳng thắn, không thù oán, không thiên vị,
để giải quyết vấn đề. Gõ mõ theo đúng nhịp điệu thì sẽ có công đức. Nếu vừa gõ mõ vừa tức giận, hoặc gõ ầm ĩ, hoặc gõ nhẹ hiều đều là lỗi lầm. Bởi vì đời trước con người vốn đã tạo nghiệp chướng, nên đời này khi đến lúc quỷ sẽ tới đòi nợ. Cũng là lúc mà dương khí của người không đủ, âm thịnh dương suy, nên quỷ mới thừa dịp tới tìm. Nếu quý vị thường thường không chút phiền não, trí huệ hiện tiền, thì quỷ sẽ chẳng tìm thấy sơ hở để nhảy vào phá hại. Chân thật niệm Phật, tức là bất luận đi, đứng, nằm, ngồi gì, quý vị cũng chỉ biết 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu quý vị nhìn nước chảy, biết rằng nước chảy, nhìn gió thổi, biết rằng gió thổi. Hết nhìn đông lại nhó tay, xem xét khắp nơi có chỗ nào động tĩnh, thì quý vị chẳng chân thực niệm Phật. Nếu cứ lộ liễu khoe khoang tài năng trí huệ, thì đó thật là hành vi ngu si. Sanh mạng không phải là tiền bạc, mà là vô giá bảo, chẳng thể dùng tiền bạc để mua bán. Song có người ở trên đời bán rẻ sanh mạng của mình, cũng vì đồng tiền mà họ cam tâm hy sinh thân mạng. Các tôn phái, học thuật hoặc các loại nghề nghiệp, giáo giới ở năm hướng trong xã hội đều vì đồng tiền mà họ có thể bán đứt linh hồn và sanh mạng. Đại công vô tư, nói một cách đơn giản là không ích kỷ, không tự lợi, không có dục vọng. Đối với tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ thì hoàn toàn không dính mắc, chẳng tham, chẳng ái. Do kiếp trước tu hành nên kiếp này chuyện gì cũng suôn sẻ. Nếu kiếp này lại tiếp tục tu hành thì kiếp sau còn tốt hơn nữa. Nếu không tu thì tương lai tuyệt đối sẽ không thể như đời này. Đời sau thuận hay nghịch đều hoàn toàn do mình quyết định. Phật, Bồ Tát cũng không giúp được gì cho mình về vấn đề này. Một tô canh đầy thịt cá tuy nhỏ, song chứa đựng lòng oán hận, thù hằn thâm sâu như biển, nói chẳng hết nỗi oán thù ấy. Trong thịt có chứa một thứ khí ô trược, đó là vì nó phát xuất từ vật ô trược mà ra. Vì thế, người ăn thịt thì khó có thể trì giới, khó khai trí huệ và khó đắc tam muội. Có người không xem việc học Phật Pháp là trọng yếu, mà cho chuyện gia đình mới quan trọng hơn. Họ luôn nói rằng, tôi phải làm tròn trách nhiệm của tôi đã. Nhưng đến khi chết thì ai lãnh gánh trách nhiệm của y đây? Quả thật là y đã không biết tính toán. Không phải chỉ có tụng hai thời công phu sáng và tối gọi là tu hành. Bình thường, nhất cử, nhất động, mỗi lời nói, mỗi hành động, mình phải hợp theo tiết tấu nhịp điệu và hợp theo quy tắc. Bởi vì mỗi người, ai cũng có âm nhạc của tự tánh. Vì tâm không bình an, nên mình mới cần âm nhạc bên ngoài trợ giúp điều hòa tâm thái bên trong. Nếu tâm của vị lúc nào cũng yên ổn bình hòa, tràn ngập một không khí hòa điệu an lạc, thì đó mới chân chính là âm nhạc. Quý vị đã tới núi châu báu, chớ nên ra về tay không. Đừng nên vì bị chửi rủa, sàm báng mà khởi lòng oán hận. Hãy dùng lòng nhân đối đãi, xem kẻ oán, người thân giống nhau. Nếu chẳng thế, làm sao quý vị có thể diễn bày sức mạnh của lòng từ bi phát sanh từ vô sanh pháp nhẫn? Tính nhẫn nại do chứng ngộ sự không tịch của cái ngã, của người và vạn pháp. Mỗi ngày mình phải phản tỉnh, thời gian suy nghĩ tính toán cho mình nhiều hay cho kẻ khác nhiều hay cho chùa nhiều. Nếu có thể hồi quang phản tỉnh như vậy, quý vị sẽ biết mình có phá được cái ngã chấp của mình, chấp trước vào cái tôi hay không. Hãy quay lại phản tỉnh một lần nữa, xem công phu nhẫn nhục của mình ra sao. Nếu vô duyên vô cớ bị người ta nhục mạ đánh đập, mình có nhẫn được chăng? Nổi giận chăng? Hoặc sanh tâm báo thù chăng? Nếu có thì vẫn chưa phá trừ được ngã chấp. Xin khuyên các vị giàu có, hãy làm nhiều việc công đức cứu thế độ nhân, đó mới là công đức vô lượng. Có người khởi vọng tưởng như vậy: khi tôi già, không biết tôi có bị chết đói chết rét chăng,
Ý nghĩ này thật kém cỏi, chẳng có tiền đồ. Quý vị biết chăng, vì chẳng nỡ buông xả, không đành bố thí, chẳng có tâm thông cảm, không biết thương xót, mà mình phải luân chuyển không ngừng trong dòng sanh tử. Kinh Kim Cang dạy: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đừng trụ tâm vào bất kỳ thứ gì, hễ có một chỗ, một đối tượng, một ý niệm, một cảm giác, tức là còn trụ. Vô sở trụ tức là không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác. Quý vị hãy dụng công ngay nơi đây. Nếu tâm còn chú ý vào một chuyện gì rồi nghĩ tốt hay xấu về nó, tức đều là chấp trước vậy. Có tôn giáo chủ trương rằng mọi sự đều do thần sai khiến. Nếu do thần sai khiến thì làm thiện làm ác chẳng có liên can gì tới mình. Nhưng tới khi chịu quả báo thì mình phải gánh, thần chẳng giúp được gì. Đây là chỗ chẳng hợp đạo lý. Tâm của chúng sanh thì như cái nút mở tắt. Tâm bật nút mở thì ánh sáng của Phật sẽ chiếu sáng. Nếu tâm không bật nút mở thì hào quang Phật chẳng thể chiếu tới. Người xuất gia nên ở chung với nhau trong một đại tùng lâm chùa lớn để cùng tu đạo, khuyến khích và cảm tỉnh lẫn nhau. Khi ở đơn độc trong một ngôi nhà tinh xá nhỏ, nếu quý vị không dụng công tu hành cũng chẳng ai quản thúc. Quý vị muốn ăn ngon cũng chẳng ai nói. Quý vị muốn ăn chút thịt, uống chút rượu đều chẳng sắc rối gì. Người cư sĩ cho rằng ở đơn độc như vậy là công đức lắm. Kỳ thực họ chỉ giúp cho những người xuất gia ấy đọa địa ngục mà thôi. Ăn vào thịt gì thì tạo duyên cho thịt ấy duy trì mạng sống trong thân quý vị. Lâu ngày dài tháng, thân quý vị sẽ biến thành loại thịt đó. Bởi vì trong thân quý vị toàn do khí chất của những thứ thịt ấy làm ra. Nào là khí của heo, khí của bò, máu của quý vị cũng biến thành máu của chúng. Do đó, thịt của quý vị cũng biến thành thịt của chúng. Người có trí huệ, xin hãy suy nghĩ thâm sâu về việc này. Chớ nên đi đâu cũng nói lỗi người. Y làm cái này sai, làm cái kia không đúng. Làm vậy là quý vị trồng nhân đau khổ, sai trái với luật nhân quả đấy. Thử hỏi rằng, tâm Bồ Đề thì ra sao? Tâm ấy vốn vô hình vô tướng, chỉ là sự giác ngộ. Quý vị hãy thành thực nghĩ xem, mọi chuyện rắc rối, phiền não từ đâu ra, đều là do ngã chấp, chấp trước vào cái tôi tác quái. Phàm là người xuất gia, cần phải có nhân cách cao thượng xuất sắc, vượt lên trên hết thảy. Không nên a dua đồng lõa với kẻ xấu, ăn no, ngồi rồi, làm khí thế Phật giáo trầm trệ u ám, chẳng chút sáng lạng. Vì sao người tại gia không được nhận đồ cúng dường? Vì không xuất gia thì quý vị không phải là một trong ba ngôi tam bảo, chỉ có tam bảo mới thọ cúng dường. Quý vị không thể tự mình sáng lập ra tứ bảo, cái bảo thứ tư. Nhiều người không những không hiểu tam bảo là gì, lại còn có cư sĩ muốn lập ra tứ bảo. Thế là không phải cư sĩ cúng dường tam bảo, mà là tam bảo cúng dường cư sĩ. Chẳng mấy chốc có lẽ sẽ sẵn sanh ra ngũ bảo, lục bảo, thất bảo. Nếu đây không phải là biểu hiện của thời mạt pháp thì là gì? Không nên sát sanh. Tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay đều là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của ta. Đời trước có thể là họ tạo tội nghiệp, nên kiếp này mới bị đọa làm heo, bò, dê, ngựa. Nếu quý vị mặc tình sát hại súc vật thì cũng như gián tiếp giết hại cha mẹ mình. Hãy thuận theo tự nhiên, theo quy luật sinh lý mà phát triển. Vì thiên nhiên rất điều độ, quy củ hài hòa. Không nên ăn uống bất thường, nói năng loạn xạ, hoặc uống rượu, hút thuốc xì ke ma túy, cho tới lạm dụng trong cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy tư. Vì những thứ ấy đều tổn hại đến thân thể và linh tánh của quý vị. Khi gặp kẻ nói thị phi, chuyên môn đặt điều bêu xấu quý vị, bất luận là oan uổng tới đâu, quý vị cũng phải nhẫn nhục. Đó đều là nợ nghiệp từ kiếp trước, đời này tới đòi. Do đó, quý vị chẳng thể chống đối không trả. Trả hết nợ rồi thì tha hồ mênh mông trời biển, không còn phiền não, hết âu lo. Sáu tông chỉ: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, là pháp bảo cắt đứt dục vọng, khiến quý vị thu hoạch đặng trí huệ chân chánh.
Không phải chỉ có ngồi thiền lạy Phật mới là tu, ăn uống, mặc áo quần, nhất cử nhất động đều là tu cả. Người tu phải có tâm, chỉ biết việc cày cuốc, chớ hỏi chuyện thô hoạch. Bất luận làm việc gì cũng phải hết lòng hết sức, đừng suy tính tới kết quả sẽ hưởng được lợi ích gì. Nếu suốt ngày có gì không nói lời vô ích, không nghĩ chuyện vô nghĩa, mà có thể điều hòa tâm ý mình được an nhiên thư thái, không buộc trói, không quái ngại, không nhân ngã, không thị phi, thì đó nếu không phải là âm nhạc thì là gì?